Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay mình sẽ có mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Sava là Sava High Speed Express. Là mẫu xe mà nó cũng rất quen với các bác xem kênh em lâu năm vì chiếc xe này em về rất là nhiều. Được lòng rất nhiều khách hàng ở bên em. Một mẫu xe full carbon từ khung đến hai cặp vành cao bản và được chạy một bộ chuyển động cũng rất là cao cấp của dòng Shimano, là bộ chuyển động Shimano 105 R7000 rất là mới, khung carbon. Xe thì còn rất là đẹp, trọng lượng thì cực kỳ là nhẹ, vừa em cân thử thì nó khoảng 7 đến 8 cân. Khung dẹt khí động học, cách thiết kế rất là cơ bắp, rất là chắc chắn của Sava. Full một bộ chuyển động của Shimano hay là Shimano R7000. Vi đan cá rất là đẹp, trang bị bộ vành cao bản của Sava rất là dày, tạo nên cái độ lăn hú của chiếc xe rất là cao. 11 tầng líp và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ. Nông cổ phước Cọc Yên này vẫn là nguyên bản của Sava. Vi lông dẹt trông rất là đẹp. Phần vi lông cũng được trang bị bộ tay lắp Shimano 105 nguyên bộ group. Châu sen bi vòng theo xe. Sau cú lổ dán cho vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 46 cm. Chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Xe trang bị 11 tầng líp và 2 tầng đĩa, xe có 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là nhẹ nhàng, thoải mái mượt mà. Chiếc xe đang bán đang mức giá rất là tốt, chỉ có là 25.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm để cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo hiện ở trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng tất cả là ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.